Tập 1 Mở đầu bộ phim là những cảnh quay bầu trời về đêm hết sức mãn nhãn mà tôi nghĩ nhà sản xuất đã phải dành rất nhiều tâm huyết và chi phí vào. Đang giữa đêm hôm, Jamboree lần đầu tiên đã dám lén trốn khỏi nhà ra ngoài. Cảm giác tự do như thể đây là nơi mình thuộc về, là một cậu nhóc 14 tuổi đang có cuộc sống sơ chung năm hai bình thường như bao người. Thì đùng một cái cậu được một bạn nữ tỏ tình nhưng do không hiểu gì về hẹn hò nên đã từ chối khiến cô bạn khóc bỏ chạy. Ngay sau đó bị mấy bạn nữ khác hỏi chuyện thì Jamuri chỉ biết xin lỗi làm họ thấy cậu thật tồi tệ và tội cho bạn nữ kia. Dạo gần đây, Jamuri đang gặp phải một vấn đề đó là không thể ngủ được lên mạng cha thì họ gợi ý nên tâm sự với ai đó cậu thật sự tin tưởng. Nhưng Jamuri bật cười làm gì có ai để mà tin tưởng. Mọi thứ về đêm thật sự kỳ lạ, ngay cả cái máy bán nước tự động cũng vô cùng sáng chói. Trên mạng gợi ý rất nhiều về việc uống rượu để dễ ngủ hơn Jamuri nốt nước bột liều lĩnh thử một lần. Từ đâu ra một người xuất hiện ngay bên cạnh làm cậu phải lúng cuống giải thích là do có người nhờ nên mới mua. Rồi xin lỗi và định chạy một mạch về nhà luôn nhưng rất tiếc đã bị tóm lại. Cơ mà cô ta nói yên tâm sẽ không giao nộp cậu cho cảnh sát đâu rồi hỏi cậu bị mất ngủ sao. Cô gái dẫn cậu đi loanh quanh khu phố thấy ba người lớn đang say ngủ thì tới bắt chuyện mà có vẻ mấy thanh niên này say mềm đến nỗi không nhận ra trước mặt mình có đứa nhóc rồi cũng đáp lại với đập tay như thật, còn chào tạm biệt nhau trong khi chẳng hề quen biết. Đó là những gì mà cô gái muốn cho Jamuri thấy ban đêm là thời gian của sự tự do là lúc để giải tỏa hết nỗi bất mãn. Nghe rất lời, Jamuri ngay lập tức chạy lại phía mấy người lớn say mềm khi đập tay chào hỏi họ. Đi dạo thêm một hồi nữa, có vẻ cậu đã hơi buồn ngủ thì được chị gái dẫn về nhà. Trong phòng chỉ có một cái nệm và cô gái đã cởi bỏ chiếc áo khoác ra làm Jamuri lo sợ chị ta định làm thịt mình. Nhỏ còn thể không làm gì đâu chỉ là trai gái cùng nhau ngủ chung giường thôi ấy mà. Jamori định bỏ chạy nhưng đã bị cô giữ lại hứa chỉ nằm cạnh thôi vì muốn giúp cậu dễ ngủ. Cậu đành nằm xuống thật và nghe theo từng lời nói nhỏ nhẹ của cô ấy nhắm mắt lại rồi từ từ thở chậm rãi. Mà vẫn không thể ngủ được Jamori vội quay mặt sang phía bên kia. Tuy cô ta rất khả nghi nhưng cậu cũng có chút cảm giác thoải mái và quyết định sẽ giả vờ ngủ rồi chuồn về một lát sau cho đến khi xác định thằng nhóc đã ngủ thật rồi cô gái mới bắt đầu lộ bản chất giống như một kẻ khát máu miệng thở dốc như thể đang rất thèm thuồng thứ gì đó và tiến lại gần ngay sau đó là nghe những chiếc răng nanh nhọn hoắt ra cắm lên cổ cậu rồi phải thốt lên một câu nó ngon hết sức tưởng tượng nhưng giật mình nhật ra jamori vẫn chưa ngủ cậu sờ lên cổ thì thấy khá nhiều máu cô giải thích do vừa bắt con mũi to nhưng có chó mới tin khi trên miệng cô vẫn còn nhìn rõ vết máu jamori hoảng sợ một khi bị ma cà rồng hút máu thì mình cũng sẽ trở thành ma cà rồng nhưng đó là theo suy nghĩ của loài người thôi chứ thực chất máu đối với ma cà rồng chỉ là thức ăn còn để con người có thể trở thành ma cà rồng thì cậu phải yêu một ma cà rồng bà chị này bình thường ngầu lòi các thứ mà cứ đụng đến chuyện tình yêu là xấu hổ đỏ mặt ra ngoài trời uống bia cô giải thích rõ hơn là khi một con người yêu một ma cà rồng và bị hút máu thì họ sẽ sinh con rồi cứ luôn mồm nói giống như việc nam nữ giao phối với nhau để tạo ra em bé làm jamori nghe rất chối tai Cô chưa chọc tâm tuổi cậu thì nói chuyện về mấy cái giao phố này là bình thường có gì đâu phải ngại. Nhưng thực ra bà còn xấu hổ hơn người ta nữa mặt đỏ bừng mà cứ ra vẻ. Jamori thở dài cuộc sống ở trường cũng như ở nhà đều chán nản nên cậu đã không tới trường nữa và bắt đầu đi loanh quanh vào ban đêm. Chị gái kia đã bay lên muốn giúp cậu giải tỏa cho đến khi thực sự cảm thấy hài lòng về một ngày. Nhiều suy nghĩ ủa về trong đầu, Jamori quyết định xin chị gái cho mình biến thành ma cà rồng. Thấy chị ta hơi ngơ ngác cậu nhắc lại về cái điều kiện là phải yêu một ma cà rồng làm nhỏ lại xấu hổ quay đi. Thay vì quay về với cuộc sống chán ngắt và buồn tẻ thì cậu thấy màn đêm thực sự rất tuyệt vời và xin phép muốn được yêu chị. Nếu vậy cô mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm con mình sẽ chỉ hút máu như bình thường và giới thiệu tên là Najuna. Cô đã đưa Jamuri lên trên một tầng thượng cao chót vót để được gần hơn với mặt trăng. Do máu người vào ban đêm là ngon nhất nên cậu cần thức khuya để cho cô hút nhưng những trường hợp như bản thân không tỉnh táo cũng sẽ có máu rất ngon nói xong đạp Jamuri xuống. Đây mới là cách tận hưởng màn đêm thực sự giả chết con nhà người ta xong mới bay xuống cứu. Cô chỉ muốn nói màn đêm là nơi rất vui vẻ nên hãy cùng tận hưởng rồi bế cậu bay lợn mọi nơi. Tập 2 Lại một đêm nữa, Jamuri lẻn khỏi nhà ra chỗ quen thuộc gặp Najuna. Cô đang kể về cách mà ma cà rồng tạo ra nhiều thuộc hạ đó là dưới một số điều kiện nhất định thì uống máu người có thể biến họ thành ma cà rồng nghĩa là hút máu vừa là hình thức ăn cũng vừa là hình thức giao phối của ma cà rồng làm Jamuri thấy hơi ngượng, tưởng cậu không hiểu từ đó có nghĩa là gì. Najuna còn định giải thích cho mới điều chứ. Cô hỏi cậu lại đến đây làm gì thì Jamuri đáp muốn trở thành ma cà rồng và để làm được điều đó thì phải cố tìm cách yêu trị khiến nhỏ xấu hổ nữa. Bắt đầu từ việc cho uống máu cậu vén cổ áo ra liền bị Najuna mắng là đồ biến thái bắt che lại. Lại một đêm nữa cậu đi loanh quanh trong thành phố nhưng mãi chả thấy cô ấy đâu do không có hẹn thời gian và địa điểm nhất định. Vẫn là ba ông say rượu hôm bữa Jamori đành quay trở lại khu vực gần nhà mình ngay sau đó đã gặp Najuna đứng trên cột điện. Cô nói đang đi xung quanh để kiếm ai đó hút máu liền bị cậu mắng là đồ phụ nữ lăng nhang hút máu bất kỳ ai thì khác gì giao phối với bất kỳ ai. Jamori muốn trao đổi thông tin liên lạc để lần tới cậu không phải đi khắp mọi nơi tìm chị nữa. Chợt nhận ra nhà mình có một chiếc điện thoại cô về lục lọi trong tủ mãi mới thấy cái của nợ này. Tuy nhiên nó to quá nên không thể luôn mang bên ngoài để chờ cậu gọi điện được vậy mà cũng khoe như thật. Cô đã từng mua nó trước kia nhưng do không biết sử dụng và cũng khá nặng nên vứt xó luôn. Còn giờ là lúc đi ngủ, Najuna vén chân ra mời gọi Jamuri đến làm cậu rất bối rối. Mặc dù chưa hề yêu nhưng cậu vẫn không muốn chị ấy làm điều này với người nào khác. Najuna xin phép hút máu nhưng bị từ chối làm cô dễ nảy lên ăn vạ. Bởi dù có hút máu thì bây giờ Jamuri vẫn chưa thể thành ma cà rồng được do chưa yêu chị nên cậu bảo chị đi mà hút máu người khác ấy à thì ra cu cậu đang ghen Najuna tiến lại gần nói người mà cô tìm thấy là cậu nên xin lỗi vì lúc nãy có nói là đi loanh quanh tìm ai đó để hút máu thế là jamuri đã tự giác vén áo ra cho Najuna hút rồi hai người ngủ với nhau cảm giác rất thoải mái cậu chỉ muốn được gặp chị ấy thôi thêm một đêm nữa đi loanh quanh tìm kiếm mệt bờ hơi tai thì Najuna mới xuất hiện Jamori khoe mới mua cái máy thu phát đồng hồ đeo tay quả nhiên làm cô hứng thu thấy nó rất ngầu muốn chơi ngay bây giờ. Jamori kể hồi bé cậu đã từng mua thứ này cũng vì thấy nó ngầu. Sau khi vắt óc suy nghĩ cách chơi cậu đã quyết định để một chiếc ở căn nhà ngẫu nhiên nào đó. Rồi chờ xem có ai nhặt được thứ đó không để cùng giao tiếp với họ qua cái đồng hồ ấy sẽ rất thú vị. Sau một lúc lâu quay trở lại thì nó đã không còn ở đó nữa. Jamori rất hào hứng định gọi ngay nhưng nghĩ loanh quanh thế nào cậu lại không gọi nữa và quyết định chờ cất nó vào ngăn bàn. Và hôm nay cậu cũng mang theo cái máy từ tận hồi đó theo luôn làm Najuna cười rằng sặc từ đầu đến cuối. Cô đã bắt đầu bay đi để cậu đi tìm đi bộ được một hồi Jamori thử bấm gọi thì nó có phát ra tiếng kêu nghĩa là chị ấy vẫn ở trong phạm vi gần đây. Hai người nói chuyện với nhau như thể đang chơi cho cảnh sát bắt tội phạm không ngờ trò này lại vui đến thế. Đang yên đang lành tự nhiên nói ra câu chúng ta giống một cặp đôi chơi với nhau làm nhỏ xấu hổ nữa. Jamori mong sớm được yêu chị ấy ghê. Sau đó lại là một màn dạo quanh bầu trời về đêm chiêm ngưỡng khung cảnh thật sự trắng lệ với ánh sáng của các tòa nhà giữa màn đêm tối. Vui vẻ chán chê hai người đã bay tới tầng thượng trường học của Jamuri, ngay cả nơi mà cậu rất ghét này thì vào đêm cũng không đến nỗi tệ. Nazuna lại bất ngờ hút máu cậu rồi khen nó ngon đến quên lối về. Nghĩ lại thì chị ấy thường xuyên đùa dưỡng bằng mấy trò đùa dâm đãng nhưng cứ nói đến tình yêu hay lãng mạn là xấu hổ, nghĩa là chị ấy chưa từng thân mật với một con người nên cậu đề nghị thử đổi cách xưng hô cho thân thiết hơn chút. Quả nhiên lại làm nhỏ ngượng ngùng nữa không đồng ý gọi tên như vậy, trời đã dần sáng trên đường về nhà Jamuri thắc mắc không biết cái đồng hồ đôi với chiếc cậu mua từ năm xưa đi đâu rồi, bất chợt một tiếng chuông vang lên nhưng thật ngạc nhiên khi không phải là chiếc cặp với Najuna mà nó phát ra từ cái đồng hồ cũ. Tập 3. Ngay sau lưng cậu là cô bạn Akira học cùng lớp, Jamuri rất thắc mắc tại sao bạn lại cầm cái máy thu phát ngày xưa của mình. Cô đáp vẫn chưa hề vứt nó đi bao giờ kể từ lúc được cậu đưa cho. Lý do là hồi đó hai đứa luôn học khác lớp nhau, mà kể từ khi lên lớp sáu cậu có nhiều bạn bè và rất cởi mở nên cô không có cơ hội bắt chuyện. Akira vẫn luôn đợi Jamuri gọi cho mình, mà cậu chưa từng làm điều đó nên nghĩ rằng cậu đã quên và vứt nó đi rồi. Jamuri đã hiểu vấn đề hôm đó chỉ tình cờ đặt bừa lên một nhà ngẫu nhiên thế mà Akira lại hiểu lầm cậu đưa nó cho cô để bắt chuyện. Akira cảm thấy Jamuri là một người rất im lặng và u ám nên mấy ngày nay đã lo lắng khi thấy cậu không tới trường. Nhưng việc cậu vẫn còn giữ cái máy thu phát đó làm cô rất vui, nhớ lại ngày xưa thấy Jamuri ngồi một xó thay vì chơi đá bóng với mấy bạn Akira đã lại gần rủ cậu chơi cùng nhau. Jamuri đang ngồi xem đàn kiến mang những con côn trùng chết đi, nếu vậy Akira cũng ngồi xuống xem chung với bạn và nở một nụ cười rạng rỡ. Trở lại thực tại, Jamuri đã cố hết sức để nói được câu chào hỏi đã lâu không gặp. Cậu khá thắc mắc khi mới 4 giờ sáng Akira đã mặc đồng phục đi ra ngoài nhưng thực chất sáng nào cô cũng dậy sớm đi dạo trước khi tới trường trước khi chia tay cô hẹn ngày mai lại gặp nhau vào giờ này tiếp ngay lập tức jamori kể với najuna cậu có một người bạn đêm hôm sau thấy cậu ngủ dậy sớm hơn mọi khi còn định đi luôn cô liền trêu cậu làm việc ấy rồi bỏ đi ngay không lẽ chỉ là quan hệ thể xác thôi sao jamori đã chạy hồng hộc đến điểm hẹn hôm qua để gặp lại akira và cứ thế ngày qua ngày lặp lại hết ngủ tại nhà najuna cậu lại đi gặp akira hai người chỉ nói nói về những câu chuyện linh tinh ngoài lề Akira trước đây rất hoạt bát và nói nhiều khác hẳn bây giờ khiến cậu thắc mắc bạn có thấy vui khi đi chơi với mình. Akira đáp thực sự rất vui làm cậu cảm thấy giống như cô ấy thích mình vậy. Bất ngờ Najuna tới phát hiện ra lâu nay thằng cu hay lén lút sau lưng mình hóa ra là đi nói chuyện với gái. Cứ nghĩ chị ấy sẽ giận mình lắm nhưng không, Najuna lại dở trò chiêu chọc đôi nam nữ mà ngồi ở đây một mình vào đêm muộn như này thì chỉ có thể vừa làm chuyện đó xong. Còn quay ra nói cô bé yên tâm chúng tôi chỉ là quan hệ thể xác thôi thế mà Akira cũng tưởng thật à. Sau lúc này mới tỏ vẻ khó chịu nói hai đứa cứ làm những trò lãng mạn với nhau đi còn cái mặt thì lại đỏ ửng vì xấu hổ. Ngay lúc đó Naruna yêu cầu Jamuri đứng dậy và trước mặt Akira chị ta tiến sát gần tới mặt cậu rồi thực hiện hành vi hút máu. Sau khi giới thiệu với cô bé mình là ma rồng thì ba người đi uống bia nhưng hai đứa kia chưa đủ 18 tuổi chỉ dám gọi cà phê. Akira thắc mắc liệu có phải việc bị hút máu này là lý do Jamori không tới trường, thấy chị ta cứ lẻm bèm cô bé còn mắng con quái vật kia im mồm. Jamori phải giải thích trường học luôn đem đến cho cậu sự phiền phức và những cảm xúc rất khó chịu. Akira cũng thấy vậy mỗi ngày đều tới trường hay về nhà thật nhàm chám nhưng cô vẫn buộc phải đi. Đôi khi còn không biết mình có bạn bè không nữa nhưng cô đã rất vui khi được gặp Jamori vì thế xin cậu hãy cùng mình đến trường trở lại. Akira muốn có cậu ở bên, Nazuna chỉ hỏi một câu hai đứa là bạn của nhau vậy thì suốt thời gian qua tại sao cô bé không hề liên lạc với cậu ấy rồi đứng dậy bỏ đi. Jamori cũng đứng bật dậy trả tiền cho chỗ đồ uống rồi bám theo và nghĩ chị ấy đang rất giận mình. Cậu liên tục hỏi chị có bực không làm nhỏ, tức điên lên chửi mấy câu rồi bay vụt đi mất thế mà mùng còn kêu không giận. Jamori cố hết sức đuổi theo nhưng đã bị mất dấu, cậu phải đi loanh quanh khắp thành phố mấy tiếng đồng hồ. Trời đã dần sáng thử gọi qua máy thu phát thì Najuna cuối cùng cũng lên tiếng cậu vội xin lỗi và muốn biết lý do tại sao chị lại giận. Vừa nói muốn được làm hòa với chị xong thì Najuna đã xuất hiện trước mặt còn trêu cậu muốn quan hệ thể xác nữa sao. Cô vẫn nhất định nói mình không có giận mặc dù cái mặt trông như thế kia. Thì ra do khi được Akira rủ cùng nhau tới trường cậu đã có một chút sự lưỡng lự không trả lời ngay. Jamori phải khẳng định lại cậu không hề muốn tới trường nữa chẳng qua khi đó không biết nên giải thích về việc bản thân muốn trở thành ma cà rồng với bạn ấy như nào. Do ban nãy bị ngã nên trên người Jamori có mùi máu rất thơm ngon Na Azuna liền tiến tới, nhưng thay vì hút máu thì lần này cô chỉ hôn cậu rồi bay đi. Tập 4 Một ngày của Akira trôi qua hết sức nhạt nhẽo ban ngày thì ngồi nhìn nhau trên trường chiều về tắm rửa rồi tối lại lên giường nằm mà ngẫm nghĩ. Bình thường chả bao giờ thấy Nazuna nhưng hôm nay chị ta lại ngồi ở nơi dễ nhìn nhất. Thế nhưng sau chuyện nụ hôn hôm trước, Jamuri rất khó xử không biết nên đối mặt với chị ấy như nào. Đi dạo tại những con đường quen thuộc cậu vẫn chưa hiểu lý do tại sao Najuna lại hôn mình. Ngó lên cây cầu thì thấy một cặp đôi đang phát cơm cho giữa đường. Ba cái ông say mềm mọi khi cũng nhìn thấy và quyết định cuộc uống rượu hôm nay sẽ kể về chuyện tình yêu của nhau. Đây là lần đầu tiên Jamuri được trực tiếp thấy chuyện động trời như vậy và tim cậu đập thình thịch không lẽ đã yêu chị ấy rồi sao? Thanh niên sung sướng nhảy cẫng lên cuối cùng cũng có thể trở thành ma cả rồng lại vừa đúng lúc najuna xuất hiện cậu yêu cầu một phát hút máu luôn cơ mà tư thế này của cậu hơi bị gợi cảm quá najuna không có dám làm thanh niên còn dám tự tin khẳng định đã yêu chị rồi làm cô lại thấy ngại nghĩ đến việc sắp được thoát khỏi cái thế giới này cậu tạm biệt trường học bố mẹ và loài người rồi để najuna cắn một miếng đã hút máu xong nhưng vẫn chả có gì xảy ra hết cả nghĩa là cậu chưa hề yêu najuna giờ thì cô đã hiểu ra vấn đề đành giải thích nụ hôn hôm qua không phải tình yêu mà chỉ là dục vọng đơn giản là bị người ta hôn khiến cậu cảm thấy kích thích thôi. Làm Jamuri khóc luôn rồi dám cướp đi nụ hôn đầu của người ta cá chắc chị cũng từng làm thế với nhiều người khác, nhưng thật trùng hợp đó cũng là lần đầu của cô. Dạo gần đây Akira toàn bị khó ngủ đánh ra đường thì gặp Jamuri cũng vừa mới lẻn khỏi nhà nghĩa là triệu chứng của hai người rất giống nhau. Nếu vậy cậu muốn rủ bạn cùng đi với mình qua nhà chị gái mà cả rồng chơi điện tử, Najuna lại cái thói trêu chọc kể chuyện mình và Jamuri hôn nhau rất tự do khiến Akira có lời khuyên dành cho cậu dù yêu ai cũng được nhưng yêu một con quái vật hư hỏng như này là không tốt đâu. Ba đứa mở game hẹn hò ra chơi mà Najuna chưa gì đã nghĩ đến chuyện cho nhân vật chính chơi ba cô gái này rồi. Nhìn mấy nhân vật làm chị tò mò quay ra hỏi Jamuri chắc thích các cô gái ngực to nhỉ. Nhưng đối với một đứa nhóc 14 tuổi như cậu chuyện này rất xấu hổ và cậu không quan tâm đến kích cỡ. Đã là gần 4 giờ Najuna tắt game chuẩn bị đi ngủ làm Akira giật mình hai người ngủ chung với nhau sao nhưng không chỉ một nam một nữ mà hôm nay sẽ là một nam hai nữ. Akira mồm nhất định nói không được cơ mà xui nỗi lại đúng lúc này ngoài trời mưa rất to cô phải ngồi xem chúng nó hút máu nhau. Còn Yamori đã khóc nức nở vì chị ta dám làm chuyện đáng xấu hổ đó trước mặt một người bạn của mình. Akira vẫn thắc mắc lý do cậu luôn cho Najuna hút máu thì cậu đành kể ra ước mơ được biến thành ma cà rồng của mình. Cậu còn nói điều kiện để biến thành ma cà rồng là phải yêu chị ấy khiến Najuna mặt đỏ như quả cà chua lăn lộn không ngừng vậy là do tình thế bắt buộc mà akira phải nằm xuống câu hỏi dạo này cậu có vui không thì câu trả lời là có biết jamuri cố tình đặt tay lên bụng là vì sự đụng phải tay mình cô bảo cậu cứ đặt xuống ngủ cho thoải mái không cần để ý tới mình vậy là jamuri đành phải đặt xuống cố hết sức không chạm vào tay bạn nhưng vẫn không thể né được cậu phải bối rối xin lỗi akira đành xoay người lại và hỏi nếu cậu trở thành ma cà rồng thì chúng ta vẫn là bạn phải không nhưng tất nhiên cô vẫn muốn tìm cách lôi được cậu tới trường dù có là ma cà rồng thì vẫn có thể học không hề cảm thấy buồn ngủ, Akira chỉ định nằm thêm một chút đợi mưa tạnh sẽ tới trường nhưng đến khi mở mắt ra cô đã ngủ được tầm 4 tiếng rồi. Giờ thì đã muộn học trước khi đi không quên tạm biệt Yamori còn Najuna à, đang đắc thắng vì đã giúp được một người có thể ngủ ngon. Tập 5 Macaron có rất nhiều thời gian rảnh rỗi ngủ đến tận chiều rồi hết cày game lại dọn nhà và quay ra xem TV. Cho đến khi màn đêm buông xuống mới là lúc đi vui chơi nhưng người đi đường nhìn ai nấy cũng đều buồn bã ra công viên Na đùa giỡn với một bé mèo rất đáng yêu được một lúc thì ghé vào nhà tắm công cộng ngay khi cái máy thu phát kia kêu lên chưa cần anh phục vụ gọi cô đã lao ra và mặc đồ rất nhanh vì đến giờ hẹn với Jamuri mái tóc rũ xuống và bộ đồ sau khi vừa tắm xong làm cậu có hơi chóng ngợp cô liền trêu chọc thấy tôi dễ thương lắm sao mà thế éo nào cậu ta im thiên thít quay mặt đi chỗ khác hình như đúng là thế thật cậu cũng đòi được một lần thử tắm trong nhà tắm công cộng nhưng khi ngồi ngâm mình trong làn nước có cảm giác những thứ không mong muốn cứ ùa về trong đầu ra ngoài lại rất bối rối khi nhìn najuna với một kiểu tóc khác tuy biết điều này có vẻ không đúng đắn nhưng sao cậu cứ thấy hồi hộp mặt thì đỏ bừng ngay lập tức nhờ chị hút máu một phát thì đúng như jamuri nghĩ khi bị hút máu sẽ làm giảm cảm xúc lại và giúp đầu óc tỉnh táo hơn khác hẳn với việc ngâm trong nhà tắm khiến máu lưu thông nên cảm xúc cứ thế tuôn ra bị ma cà rồng hút máu đem lại một cảm giác vừa đau đớn nhưng cũng vừa kích thích dẫn đến mệt mỏi cậu muốn ghé vào nhà nghỉ kia nghỉ chân chút tưởng đâu trong này có game chơi thế éo nào lại là nhà nghỉ tình yêu làm cậu xấu hổ gây không ngờ chị ta nghĩ mình có ý đồ khi dẫn vào đây còn lúc này Nazuna mới hé lộ một chuyện là khi hút máu dựa vào mùi vị của nó mà cô có thể biết được suy nghĩ của người kia nghĩa là chuyện Jamuri thấy bối rối khi thấy mình tắm xong lúc nãy cô đều biết hết cậu tự trách bản thân thật tệ khi dám có những suy nghĩ không đứng đắn như vậy với bạn bè nhưng mấy vấn đề đó cô đâu có để tâm, thậm chí nó còn khiến máu của Jamuri ngon hơn nữa là, Najuna gợi ý ở đây có thể mở phim con heo lên xem và cho âm lượng to hết cỡ thoải mái, mà đang tiếc thứ đó phải trả tiền để xem nên cô đành mở mấy cái linh tinh xem đỡ. Dựa vào việc Najuna luôn khen máu của cậu rất ngon khiến Jamuri hiểu điều đó nghĩa là chị ấy đã từng hút máu của nhiều người nhưng cậu không muốn hỏi chút nào vì biết được sự thật sẽ rất khó chịu. Bất ngờ Najuna chỉ tay về một tên nói đã từng hút máu người đó rồi làm tụt hết cảm xúc người ta. Nhận ra cu cậu không muốn nghe kể về những tên đàn ông mà cô từng ở cùng hóa ra đang ghen. Nhưng không chỉ đàn ông mà cả phụ nữ Najuna cũng hút máu và cô nhắc cậu cứ yên tâm mình không làm trò gì biến thái để dụ hút máu họ đâu. Chỉ làm những chuyện như cosplay y tá rồi trai gái ngủ cùng nhau thôi ấy mà nhưng không phải cosplay như cậu nghĩ mà đây là công việc kiếm tiền của cô thật còn có cả danh sách những việc làm nữa jamori chọn thử cái massage cơ thể và thề trong đầu mình không có một chút suy nghĩ dơ bẩn nào hết chỉ thi thoảng lướt cái thôi nhất định tự hứa với bản thân không được có suy nghĩ đen tối thì bất ngờ najuna tiến lên massage đầu jamori phải tự gục mặt xuống gối kẻo mù con mắt để có thể khiến con người thư giãn giúp máu có vị ngon hơn và làm họ ngủ say không biết gì mới dám hút máu thì cô đã tự học cách massage Tiếp đến là massage tay nó có rất nhiều tác dụng và đặc biệt là giúp ngủ ngon hơn. Không thể tin được chị ấy đã học rất tỉ mỉ biết được massage từng bộ phận nào sẽ đem lại hiệu quả gì. Cho đến khi Jamuri thoải mái nhất là lúc thích hợp để hút máu thì xui xẻo tiếng chuông cửa vang lên. Ngó ra thấy một vị khách hàng thì ra là do Najuna đã quên gỡ tấm biển treo xuống. Biết vị khách đó sẽ chọn massage cơ thể mà vừa rồi massage cho cậu Najuna đã rất mệt cô không thể làm thêm nữa nên sao khách hàng cho Jamuri. Thấy người massage không phải phụ nữ làm vị khách hơi thắc mắc cậu giải thích cô chủ đang nghỉ ngơi và bảo vị khách vào nhà đợi. Ngó vào phòng gọi Najuna ra làm việc thì thấy nhỏ đang ngồi chơi game như thật rồi còn đọc hết thông tin tên tuổi nghề nghiệp của khách hàng kia. Tóm lại là một nhân viên văn phòng rất mệt mỏi cậu có thể thoải mái chạm vào người cô ấy theo những cách dâm đãng. Nhưng còn lâu Jamuri mới làm mấy chuyện đó với vị khách hàng đã tin tưởng mà ghé nơi này. Đây là công việc kiếm sống chính của Najuna mà cả tháng nay vì chơi với cậu nên cô đã không đi làm dẫn đến hết tiền nên cầu xin Jamuri giúp đỡ lần này và cô sẽ đưa cho cậu 2.000 yên. Thấy cậu ta vẫn còn lưỡng lự thì hứa tặng kèm thêm một nụ hôn làm Jamuri rất bối rối tự nhủ mình chỉ làm vì tiền chứ không thèm khát gì nụ hôn ấy. Tập 6 Quay lại vài phút trước kể về vị khách hàng kia cứ phải đi uống sau khi làm việc thật sự rất mệt mỏi. Cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà thì bất ngờ khi thấy quán của Najuna vẫn còn đang mở cửa. Nhớ lại thời gian trước đó trong một hôm bị khó ngủ đã vô tình được người ấy lại gần hỏi chuyện và đó là lần đầu cô được tận hưởng cảm giác mát xa sướng đến tê người nên khi thấy tiệm còn mở cửa đã vội đến đây ngay. Sau một hồi chờ đợi lâu thì Yamori đã xuất hiện trong một điệu bộ rất khả nghi. Cậu cố gắng hết sức bắt chước những gì Najuna đã làm với mình nhưng cũng không thể làm thỏa mãn bằng chị ấy được. Shirakawa hỏi tuổi thì cậu đáp 14 làm cô giật mình hoảng hốt chỉ là một thằng nhóc sơ trung năm 2 bằng nửa tuổi mình. Trong khi tiếp tục làm thư giãn khách hàng cậu đã trả lời các thắc mắc và kể về chuyện bỏ học đi dạo ban đêm của mình nhưng thật trùng hợp là Shirakawa cũng hiểu hết những cảm xúc và sự tự do khi được đi bộ trong thành phố này vào ban đêm. 10 năm trước lần đầu tiên cô ra ngoài vào ban đêm để đi mua chút đồ khi ấy cảm giác như nơi đó là của riêng mình vậy. Nói là bỏ học vậy chứ trước đây Yamori từng là học sinh gương mẫu cậu còn học rất giỏi. Shirakawa cũng tâm sự cô rất yêu công việc của mình chỉ trừ chuyện mỗi lần phải đi uống với sếp và các đồng nghiệp luôn phải cố tỏ ra vui vẻ mặc dù rất mệt mỏi giờ thì lại khóc gào lên không muốn đến công ty hay đi uống rượu sau giờ làm nữa. Nhưng rất tiếc đúng lúc ấy sếp đã gọi có lẽ lại bị triệu tập đến công ty Shirakawa hụt hẫng ra cầm lấy cái điện thoại. Trải qua cuộc hội thoại vừa rồi, Jamori đã ra chặn cửa nhất định không cho chị đi mà phải tiếp tục tận hưởng buổi massage. Thấy ồn ào Najuna ngó qua xem và ngay lập tức cô ném vị khách kia ra khỏi cửa sổ. Shirakawa chưa hiểu chuyện gì sao tự nhiên mình lại phải sắp chết thì jamuri cũng đã lao xuống nắm lấy tay chị và cả hai người được Najuna đỡ. Làm vị khách kia được một fan hồn siêu phách lạc luôn rồi. Jamori xin lỗi vì đã làm như vậy nhưng dù cho thế nào cậu cũng không muốn cô phải đến công ty, nếu điều đó khiến chị khóc thì chị không cần làm nó nữa. Nhưng cậu không thể hiểu được công việc và công ty nó khác với trường học, một khi sếp gọi thì buộc phải có trách nhiệm đến. Jamori cũng thừa nhận mình còn rất trẻ con và không biết gì về công việc hay xã hội nhưng cậu có ước mơ được trở thành ma cả rồng. Và lại cái lão sếp mà gọi điện vào 2 giờ đêm mới là đồ giờ hơi. Cô đã bước chân ra mặt đường và nhớ lại cái cảm giác hoài niệm này thật sự rất vui. Nhưng dù sao thì đã là người lớn rồi nên có nghĩa vụ phải trở lại công ty và cảm ơn cậu nhóc nhờ việc này đã giúp mình bớt áp lực đi. Cô chúc Jamuri sớm thành công trở thành ma ca rồng. Cậu liền lớn tiếng nói nếu em biến thành ma ca rồng thì khi ấy cũng sẽ biến chị thành ma ca rồng theo làm Shirakawa thật sự xúc động. Chia tay nhau quay về phòng Najuna đang còn xấu hổ vì lời tuyên bố đó của Jamuri khác nào phải khiến chị gái đó yêu cậu. Đêm hôm sau Na Na muốn cậu cho ý tưởng gì đó để làm vì ngày nào cũng lặp đi lặp lại một thứ rất mệt. Cậu kể hết một loạt nào là karaoke đi xem phim trượt ván vân vân nhưng không cái nào hợp ý cô bằng bể bơi vào ban đêm. Thế là chớp mắt cái hai người đã có mặt tại bể bơi nhưng bể bơi vào ban đêm nó khác hẳn so với những gì cậu biết. Nói đúng hơn đây là một nơi rất trưởng thành mà các cặp đôi toàn tới để chim chuột làm này làm nọ thì có. Jamori đang rất nóng lòng chờ bộ đồ bơi của Najuna thì cô ấy đã xuất hiện bên ngoài vẫn khoác quần áo khá kín đáo nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác nó gợi tình hơn bình thường. Kể cả mấy thanh niên xung quanh cũng hết lời khe cô gái này rõ là dễ thương nhìn có khác gì búp bê đâu. Thấy cô gái đi một mình nhiều thằng bắt đầu sán lại thả thính đến khi biết Najuna có đi cùng người khác họ vẫn muốn rủ cô đi chơi với mình. Thế là nhỏ cũng đồng ý ngay với điều kiện phải trả tiền cho mình rồi muốn đi đâu thì đi, mà có vẻ Najuna chỉ muốn treo Jamuri một chút thôi vì ngay sau đó cậu đã tới kéo tay chị đi. Còn hai thanh niên kia thực chất cũng không có ý định gì xấu thực sự chỉ muốn làm bạn thôi và còn chúc cậu nhóc cố lên. Jamuri đã giận dỗi bỏ về cậu chả thấy bể bơi ban đêm có gì thú vị cả mà đặc biệt mấy người kia nói với Najuna như vậy khiến cậu cảm thấy không vui. Đã vậy cô liền bế Samurai lên và lao một mạch xuống hồ bơi ở trường học của cậu làm thằng bé được một phen hú hồn hú vía, nhưng cảm giác ở đây cũng không tồi. Tập 7. Đang đi loanh quanh trên phố thì giật mình có ai đó gọi tên cậu không biết nên đối mặt hay bỏ chạy nữa, nhưng hóa ra đó là Shirakawa đối với cô hôm nay được đi làm về sớm mặc dù trời đã tối om, chị tặng cậu nhóc một lon nước coi như quà cảm ơn đã giúp mình chút bỏ gánh nặng. Cảm giác thật sự lạ lẫm mặc dù khi ở trường cậu luôn được bạn bè cảm ơn vì giúp đỡ họ nhưng đó chỉ là sự giả dối. Còn riêng lần này Jamuri thực lòng giúp đỡ Shirakawa, một cơn mưa to ảo ạt đổ xuống bất chợt khiến người đi đường phải vội tìm chỗ trú. Nhìn sang phía bên kia Jamuri thấy một anh chàng đang tán tỉnh một chị học sinh nữ nhưng bị từ chối. Bất chợt đụng phải ánh mắt nhau cô ấy giơ tay ra chào thì cậu cũng đáp lại. Biết Jamuri đã chứng kiến chuyện vừa rồi cô gái qua bên cậu kể lại anh ấy muốn trả tiền để được qua đêm với cô. Jamori còn thấy thương cảm cho bạn thì nhỏ đáp ngay câu vì mình đang đợi để bị tán tỉnh mà, do đang chán nên muốn đi loanh quanh giả vờ hẹn hò với đàn ông hay hát karaoke hoặc uống rượu giết thời gian. Còn lý do từ chối anh chàng lúc nãy là vì anh ta không phải gu của cô thôi. Dựa vào bộ đồng phục trên người, Jamori đoán chị gái này lớn tuổi hơn mình là học sinh cao trung. Bất ngờ bị cô hỏi đang nhìn chỗ nào vậy đồ dâm dê cậu giải thích không phải như chị nghĩ đâu. Nhưng cô cũng đâu có cấm còn cố tình để lộ ra mời gọi nhìn nữa chứ jamori nhận xét làm mấy chuyện như này không tốt đâu trong khi mắt cu cậu vẫn dán vào người ta suốt đúng là đã nghiện còn ngại cô ta lấy luôn lon nước của jamori rồi tâm sự gần đây thấy rất chán nản chẳng có việc gì muốn làm cả cậu động viên mọi chuyện sẽ ổn thôi bởi hai đứa rất giống nhau thì bất ngờ bị ôm chầm lấy người và cô ả nhe răng nanh ra nhưng từ đâu najuna lao đến nhanh như gió chật đứt một cánh tay của ả ta với lý do dám chạm vào đồ của người khác cô ta đã nhặt lại cánh tay khiến nó nhanh chóng được nối liền lại và chê trách najuna thời gian gần đây đang sống chung với con người việc không chịu tạo thêm thuộc hạ ma cà rồng là trái với quy tắc tóm lại nếu najuna không biến jamuri thành thuộc hạ thì ả à, ta quyết sẽ không để cậu sống hút đến giọt máu cuối cùng najuna phi đến ngăn cản và cô chiến đấu nhỉnh hơn cô ta một chút nhưng đáng tiếc à còn có đồng bọn từ đâu tới bắt jamuri đi mất hút cô ta chở cậu đến một nơi nào đó toàn các cô gái là ma cà rồng Tóc Cam là Nico vào thẳng vấn đề cho phép cậu chọn một trong những người ở đây và người đó sẽ biến cậu thành ma cà rồng. Bởi đã biết về sự tồn tại của ma cà rồng thì một là cậu trở thành thuộc hạ, hai là phải chết. Jamuri trả lời thẳng thắn chỉ muốn chọn Najuna thôi. Tóm lại thì mấy cô gái này đang tranh giành cậu và Nico bắt đầu sử dụng lời nói ngọt ngào quyến rũ Jamuri sẽ chọn mình. Ma cà rồng rất giỏi trong việc thu hút con người khiến họ yêu mình nhằm tạo thêm thuộc hạ, nên ma cà rồng nào cũng muốn thật nổi tiếng nhưng chỉ riêng Najuna thì khác cô ấy ghét việc nổi tiếng. Rồi là lượt tán tỉnh của Midori, cô ta sử dụng chiến thuật tỏ vẻ như quan tâm đến đối phương rồi bắt đầu sán đến gần cậu. Một khi bị hỏi là tôi có giống gu người cậu thích không và tỏ vẻ đáng thương một chút thì chắc chắn thằng nào cũng dính. Nhưng Jamuri thẳng thừng đáp là không làm nhỏ hết hồn bởi thực chất cậu còn không biết thích một ai đó như thế nào nữa. Và có vẻ bốn người đã hiểu lầm về mình nên Jamuri phải giải thích cậu thực sự muốn trở thành ma cà rồng làm họ hết hồn luôn sau một hồi kể lể lý do cho đến cái đoạn muốn yêu najuna thì vừa đúng lúc cô bay đến đập nát cả sàn nhà còn cái mặt đã đỏ bừng khác với mọi người najuna vẫn luôn xấu hổ khi nói về mấy thứ lãng mạn và tỏ ra khó chịu nên đó là lý do không có ai thích cô ấy cả najuna không bao giờ muốn liên quan tới mọi người ở đây cũng như việc trả chịu tạo ra thuộc hạ mặc cho có bị nhắc nhở vậy mà không hiểu thằng nhóc này có gì đặc biệt lại khiến cô muốn qua đêm với cậu ta hơn những người khác Tóm lại bốn người bọn họ đều muốn nghe kể về chuyện tình yêu của Najuna nhưng cô vẫn cao có không cho phép kẻ nào đụng vào Jamuri của mình thế là thay lời Najuna cậu tự ý kể hết mọi chuyện giữa hai đứa nghe sơ qua thì mấy người kia dần hiểu ra có vẻ do Najuna rất xấu hổ nên thay vì tán tỉnh thì muốn cậu ta tự tìm cách yêu mình rồi cứ ngày qua ngày hút máu biết đâu ngày nào đó may mắn được Jamuri yêu và cậu sẽ tự biến thành thuộc hạ tập 8 vậy thì tạm thời bọn họ chấp nhận không tán tỉnh cũng như không giết Jamuri của cô. Nhưng nó có thời hạn nhất định nghĩa là kể từ lần đầu tiên bị hút máu mà sau một năm người đó không trở thành ma cà rồng thì sẽ không bao giờ trở thành ma cà rồng được nữa. Hóa ra chính Najuna cũng đã quên mất cái điều kiện này. Mà nhân tiện cô muốn trả nợ cho vụ massage hộ hôm nọ đó là tặng cậu một nụ hôn nói cái là thực hành ngay hôn nhau say đắm trước mặt bốn cô kia. Hôm sau, Jamuri đã kể hết chuyện đó với Akira. Cô hiểu ngay vấn đề nghĩa là sau một năm mà cậu vẫn không thể yêu Najuna được thì sẽ bị họ giết vì khi đó cậu chỉ là một con người biết đến sự tồn tại của ma cà rồng. Giờ thì Jamuri mới nhận ra điều này bắt đầu tỏ ra sợ hãi. Tới trường Akira giật mình khi đụng độ phải thằng bạn Mahiru đang nằm lăn lóc dưới đất. Thì ra do cậu ta đã đi chơi cả đêm nên giờ mới nằm ngủ ở đây sao dạo này lắm đứa đi chơi đêm giữ ta. Akira cảm thấy tên này rất giống với Jamuri đều là học sinh giỏi mà cứ đi chơi thâu đêm lý do là vì có một cô gái mà mahiru thích chỉ có thời gian vào ban đêm nên cậu mới ra ngoài thời điểm đó mà dạo gần đây không thấy jamuri tới trường cậu muốn ba đứa mình lại được chơi cùng nhau ghê akira thắc mắc ba đứa mình chơi với nhau hồi nào vậy vì mahiru có rất nhiều bạn bè lúc nào cũng thấy đi chung với người khác nhớ lại năm xưa akira và jamuri đang xem mấy con kiến thì mahiru đã lại gần rủ các bạn cùng tham gia chơi bóng chày với bọn mình do đang thiếu người cậu ta còn nói nếu không biết luật sẽ dạy cho bạn luôn Buổi tối Jamuri tình cờ gặp lại cô gái ma cà rồng hôm nọ định giết cậu ký ức ùa về khiến toàn thân du lập cập tính bỏ chạy. Nhưng hôm nay cô không định giết cậu mà chỉ hỏi về vụ bàn bạc với mấy ma cà rồng kia như nào thì Jamuri đã kể hết sự việc. Điều chăn trở nhất đối với cậu lúc này là làm thế nào để yêu được Najuna cậu vẫn không biết thích một ai đó nghĩa là sao. Nghe câu chuyện tình cảm vừa rồi làm cô ta thấy cậu trai này thật sự táo bạo có cảm giác như thèm khát Jamuri lắm rồi nếu vậy chuyên gia tư vấn tình yêu series sẽ hướng dẫn cách để một chàng trai và một cô gái gần gũi nhau hơn jamori lập tức tới nhà dù najuna đi hẹn hò nhưng chị ta từ chối vì đang bận chơi game cậu tắt cái phụt luôn khỏi chơi bắt đầu từ việc đi xem phim jamori chọn thể loại rom com nhưng điều này chỉ khiến najuna cố gồng cơ mặt giữ bình tĩnh thôi sau đó đi uống bia Jamuri cố tình hỏi chị thấy bộ phim lúc nãy thế nào thì cô biết ngay đã có ai đó xui jamori làm việc này Nhớ lại Seri lúc nãy có rằng không được tiết lộ mình là người chủ mưu vì Najuna rất ghét cô. Nhưng tờ giấy ghi chú lịch trình hẹn hò đã bị Najuna giật lấy và nhận ra ngay đó là Seri viết nào là đi thủy cung đi mua sắm rồi còn một bữa ăn ngắm cảnh đêm. Và thế là cuộc hẹn hò đầu tiên chấm dứt ngay tức thì trở về nhà Jamuri nằm buồn thiêu thiểu. Thì bất ngờ đến giữa đêm Najuna đã bay tới cửa sổ phòng cậu cô nhận ra vừa rồi mình cũng hơi quá đáng khi dập tắt hy vọng của Jamuri vậy là quyết định dẫn nhau đi ăn một bữa tại nơi có thể ngắm được cảnh đêm lại một đêm nữa jamuri phải đi loanh quanh để tìm con ma cà rồng ngu ngốc thì bất chợt thấy nhóm của mahiru đi ngang qua cậu toát mồ hôi hột tí thì bị phát hiện mất nhưng rất tức chỉ vài giây sau thôi mahiru đã quay lại vì nhận ra jamuri cậu ta liền bỏ luôn mấy đứa bạn kia mà cùng cậu vào công viên đã rất lâu không gặp nhau nhưng mahiru vẫn nhận ra jamuri dễ dàng vì đối với cậu ấy hai đứa là bạn nhớ lại hồi đó chính mahiru đã xin cả đội cho jamuri và akira vào chơi chung đánh bóng chày dù sao thì jamuri vẫn giao tiếp với mahiru nhiều hơn akira đơn giản vì nhỏ là con gái mahiru là một người hoàn hảo vừa học giỏi chơi thể thao tốt lại còn hay quan tâm tới bạn bè nên jamuri rất vui khi được cậu ấy coi là bạn cậu đã cố gắng nói ra được câu trả hỏi với mahiru thì giật mình nhỏ akira từ đâu xuất hiện nghe tin Jamuri bỏ học để đi chơi với gái vào ban đêm, Mahiru hỏi dành thời gian bên cô ấy có vui không. Nhưng rất tiếc một cô bạn của cậu ta đã đến gọi nên trước khi chia tay nhau, Mahiru cảm ơn Jamuri đã cho mình thêm động lực và hẹn gặp lại. Akira cũng về nhà ngủ tiếp nên Jamuri trở lại với hành trình đi tìm chị ma cả rồng. Do mới rời mắt có một chút mà đã đi lạc nhau nên lần này Najuna muốn nắm tay. Trong khi đó thì Mahiru cũng đang nắm tay đi dạo với cô gái mà cậu ta thích. Tập 9 Seri đang ngồi đọc tin nhắn về mấy anh chàng hay tán tỉnh cô và suy nghĩ xem có nên biến họ thành thuộc hạ hay thậm chí giết luôn nếu ghét. Vừa thấy Jamori cái là lập tức lao đến tính ông cậu nhưng bị ăn một cú sút thẳng mặt từ vị trí của Najuna đến vỡ cả đất. Jamori trách Najuna hơi quá đáng vì Seri đâu có làm hại gì cậu nhưng chỉ cần thấy mặt cô ta là Najuna ngứa mất rồi. Ngay sau đó hai đứa đánh lộn tùng lung lên và Seri thì không có ý làm gì Jamori hết rồi bỏ đi. Nhận ra cô ấy đang có điều buồn phiền trong lòng cậu đuổi theo hỏi thì cô nói không có gì hết. Nhưng không phải vậy, Jamuri biết chắc Siri đang gặp vấn đề gì vậy là cô rủ cậu tới karaoke tâm sự. Nhỏ bắt đầu hát nhưng khi thấy cậu ta chả chịu làm gì cho sôi động bầu không khí lên thì mắng bắt phải hú hét lên. Cơ mà lâu nay Jamuri còn không xem TV nên mấy bài nhạc hot như này cậu không hề biết. Đến lượt Jamuri hát thì cậu mở cái bài nhạc phải tầm 30 năm trước lên không thể hiểu nổi sao thanh niên này lại thích thể loại như vậy. Nhưng bài hát đó thật sự hay trước đây Siri từng nghe một đoạn rồi mà không biết tên nó là gì may hôm nay đã tìm ra. Bất chợt có anh chàng nào đó xuất hiện đập cửa liên tục Siri phải nhắc lại với cậu là cô rất nổi tiếng. Hắn là một trong những gã xe mê cô và đang làm Jamuri sợ té đái rồi đây. Mặc cho anh ta đập cửa mà nhỏ còn vẫy tay chào mới ác chứ. Hai người tiếp tục ngồi tâm sự trong khi thanh niên kia cứ ngó qua ngó lại. Seri nói cho cậu biết gã nào mà phiền phức quá cô sẵn lòng giết luôn thì Jamuri không đồng ý khiến hai người xảy ra mâu thuẫn. Không thể chịu được nữa, tên kia đã mở cửa đi và hỏi hai người đang cãi nhau vì tôi à? Nhìn vào đôi mắt đủ để thấy anh ta không phải người có thể nói lý nên cách tốt nhất là giết ngay và luôn. Jamuri đã kịp đẩy anh ta ra ngoài né được đòn tấn công của Siri đến mức vỡ cả cánh cửa. Cô ta đã điên tiết lên Jamuri vội dục thanh niên kia bỏ chạy. Tới một con hẻm anh ta cứ hỏi cậu là gì của cô ấy và gã cũng rất muốn biết đối với Siri mình là gì. Jamuri liền hỏi anh thích Siri phải không và muốn anh hãy tâm sự hết mọi thứ với mình. Nhớ lại lần đầu gặp nhau là lúc bị ngã đánh rơi cái kính và được cô ấy nhặt giúp, hai người vào quán nước ngồi anh đã tâm sự về chuyện với người bạn gái cũ của mình và nói linh tinh về tình yêu. Thế rồi dần dần hai người cứ gần gũi và trêu chọc nhau, anh không quan tâm cô ấy coi mình là gì miễn được gặp Siri là đủ. Nhưng thời gian không gặp nhau càng ngày càng nhiều lúc nào cũng luôn nghĩ về Siri và liên tục nhắn tin cho cô ấy. Jamori liền nói ra một sự thật là cô ấy có nói xấu và hoàn toàn không nghĩ tốt về anh. Dứt lời thì Seri đã xuất hiện nói thẳng ra mình là ma cà rồng cùng việc luôn đi tiếp cận trai để họ biến thành thuộc hạ. Nhưng không trở thành thuộc hạ được thì sẽ giết anh ngay tại đây. Jamori vẫn còn cố cản đường thì à ta lao đến tính giết cậu trước nhưng lại một lần nữa Najuna đến kịp lúc cứu nguy. Giờ thì Seri hứa sẽ không chạm đến Jamori nữa chỉ cần giết tên kia là đủ. Nhưng thật bất ngờ là Akiyama xin dừng tay lại đó không phải lỗi của Seri mà đáng ra mình không nên yêu cô ấy mới đúng bởi hai người chỉ là bạn. Tóm lại là Seri chưa từng có ý định biến Akiyama thành thuộc hạ vì cô chỉ thỉnh thoảng mới gặp anh ta thôi. Cô cảm thấy rất mệt mỏi và chán nản về việc tạo dựng một mối quan hệ yêu đương với người khác, nhưng lại không biết cách giao tiếp như một người bạn bình thường nên luôn quyến rũ đàn ông trong vô thức. Seri xin lỗi Akiyama và muốn từ nay đừng gặp nhau nữa coi như chưa có gì xảy ra. Nghĩa là lý do định giết anh ta chỉ đơn giản muốn coi như chưa có gì xảy ra thì cô mới là người phiền phức. Tự nhiên đi kiếm một con người bình thường để làm bạn xong chỉ vì lỡ khiến anh ta yêu mình lại quay ra giết, nên Jamuri đề nghị từ nay hai người hãy làm bạn thì Seri bắt đầu tâm sự với Akiyama. Đối với ma cà rồng thứ tình bạn với con người là không cần thiết nên cô muốn quên đi hết những kỷ niệm mà tạm biệt nhau từ đây. Nhưng bất ngờ lần đầu tiên thấy Seri gào khóc và nói không muốn ngừng làm bạn vì nó thực sự rất vui. Akiyama cũng rất hạnh phúc khi được ở bên cô và do rất yêu Seri nên muốn được biến thành thuộc hạ ma cà rồng. Akihama đã sẵn sàng thay đổi cuộc sống thường ngày cho Seri hút máu. Sau đó thì bốn người cùng đi karaoke ăn mừng việc anh đã trở thành thuộc hạ của cô ấy. Tập 10 Công việc thường ngày của Midori là làm tại một quán cà phê hầu gái. Nhưng quán hôm nay gặp tình trạng thiếu người loay hoay không biết nhờ ai thì đúng lúc Na Juna xuất hiện Midori lập tức xin được giúp đỡ thì cô cũng đồng ý mặc bộ đồ hầu gái. Nhân tiện hôm nay Midori muốn trả thù Yamori do cậu ta dám từ chối mình hôm trước bằng việc phải tỏ ra dễ thương để hút hồn về phía Na Juna bị yêu cầu đóng vai người phục vụ đáng yêu nhưng có vẻ đối với nhỏ chuyện này là quá khó khăn. do là hầu gái dễ thương và nổi tiếng nhất ở đây nên từng hành động cử chỉ mà Midori làm đều khiến tách cà phê trở nên ngon khó tả. còn hầu gái phục vụ cho Jamuri là Arisa cô giới thiệu sơ qua về bản thân những thứ như món ăn yêu thích hay việc vào ngày nghỉ thường tới các quán cà phê để trò chuyện cùng những hầu gái như mình. biết Jamuri là người được Midori nhờ đến Arisa kể cô ấy không cần phải làm gì để bản thân trở nên nổi bật cả. Mà ngay từ lần đầu tiên tới đây Midori đã chiếm được cái vị trí số 1 trong lòng khách hàng mà trước đây nó thuộc về Arisa, nhưng đối với Jamuri thì cô ấy cũng không có gì quá đặc biệt. Giờ nghỉ giải lao Midori mở tin nhắn ra để đọc những phản hồi tích cực từ khách hàng ghé quán hôm nay thì giật mình trước loạt ảnh chụp lén khi thay đồ. Jamuri mượn máy xem thử mà cậu thậm chí còn phóng to lên ngay lập tức bị chửi đồ dê già. Midori tự tin những tấm ảnh đó chụp mình vì là người dễ thương nhất ở đây nhưng jamuri dám chắc đây là ảnh chụp arisa căn cứ vào bộ đồng phục hơi khác một chút khi phóng tòa ảnh lên soi kỹ họ quyết định sẽ tìm cho ra thủ phạm nên ngày hôm sau jamuri lại ghé quán suy ngưỡng tiếp thấy cậu nhóc cứ soi kỹ ảnh chụp trộm mình như vậy làm arisa cũng khá xấu hổ để có được những tấm ảnh chụp vào lúc thay đồ như vậy chắc chắn là từ căn phòng này và cậu nhận ra ngoài cửa sổ có ban công còn lúc này cứ thấy Arisa đang khó xử gì đó thì ra chị muốn thay đổi để tiếp tục phục vụ cậu vội xin lỗi và chạy ra ngoài ngay. Nazuna thì để mắt ở phòng ngoài nhưng không phát hiện bất kỳ khách hàng kỳ lạ nào cả. Bất chợt nhận ra một cánh cửa có thể dẫn tới ban công cậu muốn đi kiểm tra thử mà nó đã bị khóa nên đành phải bay lên từ phía con hẻm nhỏ. Đây là nơi duy nhất có thể chụp lén được tuy nhiên chỉ có một lối ra đó là cánh cửa đã bị khóa. Đúng lúc Arisa mở cửa sổ ngó ra giật mình thấy Jamori hai người đều hơi ngượng vì cô đang thay đồ giờ. Cậu thủ chụp ảnh đúng với góc độ của thủ phạm nhưng vẫn có gì đó sai sai. Nazuna trèo vào cho Jamuri chụp xong tự nhìn tấm ảnh của mình nhỏ phải thốt lên tầm vãi. Để có thể chụp được ảnh đẹp thì người trong ảnh phải quen với việc chụp ảnh hay tự sướng và biết thể hiện cảm xúc khuôn mặt. Điều này chợt khiến Jamuri đã tìm được thủ phạm liền thông báo khi xong việc hãy tập hợp mọi người lại như một thám tử tài ba. Ngay sau đó Midori đã vào phòng thì Jamuri yêu cầu cô phải trốn đi ngay còn Nazuna sẽ làm theo những gì cậu nhờ từ trước. Một lát sau Arisa đã ghé vào phòng chỉ có mỗi Nahajuna chuẩn bị về nên nhờ Arisa khi nào về nhớ khóa cửa lại. Trong khi đó, Jamuri và Midori đang cùng nhau ẩn nấp trong tủ tình thế rất khó xử do chỉ có duy nhất cái tủ này là mở ra được. Khi xem những tấm ảnh đó, cậu nhận ra tất cả được chụp vào lúc Arisa ở một mình nghĩa là chúng chỉ được chụp vào lúc quán đã đóng cửa ngay lúc nghe thấy tiếng cửa sổ ban công mờ jamuri đã ra hiệu cùng nhảy ra najuna thì phục kích sẵn bên ngoài và quả nhiên đúng như cậu nghĩ arisa cài đặt chế độ hẹn giờ tự chụp mình lý do mà jamuri nghi ngờ chuyện này là vì những bức ảnh đều đẹp một cách bất thường nghĩa là nó có qua áp chỉnh sửa ảnh còn về điểm đáng ngờ nhất đó là đã chụp lén nhưng lại không hề có tấm nào bị lộ quần lót cả Giờ là lúc hỏi lý do mà Arisa có vẻ hơi khó nói thì để Midori nói thẳng luôn trước đây cô ấy từng là vị trí số 1 nhưng giờ đã bị mình cướp mất. Nên mới bày ra trò chụp lén để chứng minh mình vẫn còn nổi tiếng muốn được mọi người chú ý thì đúng là thứ bệnh. Nhận những lời chỉ trích khá nặng nề, Arisa đã lập tức xin nghỉ việc nhưng bị Midori ngắt lời cô nói hành động như vậy chẳng có gì là kỳ lạ hay tồi tệ cả. Đó cũng chỉ là Arisa muốn thỏa mãn mong muốn của mình như bao người bình thường thôi. Tất cả những cô hầu gái ở đây đều muốn được khách hàng yêu quý và ngược lại khách hàng cũng ở đây là vì yêu quý họ. Con người ai cũng phải mắc bệnh về một vấn đề nào đó miễn sao ta có thể học cách sống chung với nó thôi. Sau hôm đó thì Nazuna cũng đã quyết định làm hẳn ở đây luôn vì mức lương cao. Còn hôm nay là ngày nghỉ nên theo lịch trình Arisa vẫn ghé quán nhưng với tư cách là khách hàng. Nhìn cách cô thân thiết với Midori là hiểu mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Arisa tâm sự với jamuri về bệnh của mình đó là lúc nào cũng phải dễ thương một cách hoàn hảo nhất thậm chí có lần đã từng ngồi chụp hình thâu đêm. Tất cả cũng chỉ vì lo lắng sẽ không có ai chấp nhận mình nhưng khi gửi một tấm ảnh tự sướng cho Midori cô đã được khen. Lúc này còn muốn chụp chung với jamuri một tấm nữa. Tập 11 Căn phòng của Najuna gần đây mới tậu thêm rất nhiều thứ mới mẻ tất cả là nhờ công việc làm hầu gái được trả lương cao. Nên đêm nay phải đi tìm vị khách hàng mới cần phải có ai đó với vẻ rất mệt mỏi. Đi một hồi Jamuri đã bắt gặp cô gái đang ngồi hút thuốc một mình trên cây cầu bị che khuất bởi bóng tối mù mịt. Thầy cậu nhóc cứ nhìn mình chằm chằm cô ấy hỏi thì cậu lung túng đáp thấy chị có vẻ mệt mỏi nên chỉ muốn trò chuyện chút thôi. Cảm giác như thể mình đang tán tỉnh người ta nhưng cũng may cô ấy vẫn đồng ý. Vào một quán nước Jamuri còn cố giải thích không phải đang tán tỉnh chị đâu mà là do đi tìm khách hàng cho việc kinh doanh âu yếm người khác. Rồi việc ưu yếm nó khác chuyện tán tỉnh ở điểm nào vậy thì cậu lại cuống cuồng giải thích mình chỉ là người giúp việc chứ chủ nhân là người khác. Theo như luật lao động người chủ không được phép thuê nhân viên dưới 18 tuổi làm bất kỳ công việc gì từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng. Nên cô đe dọa dạ sẽ báo cáo cửa tiệm đó cho cơ quan có thẩm quyền làm cậu toát mồ hôi hụt nhưng hóa ra chỉ đồ thôi. Chị từ chối làm khách hàng cho bên cậu nhưng Jamori kể thêm bên mình có dịch vụ massage thì cô có hơi suy nghĩ lại. Do công việc thám tử phải đi lại nhiều rất đau mỏi chân, nghe đến đây Jamuri hứng thú lắm vì cậu rất hâm mộ thám tử lừng danh Conan. Cô ra ra một tấm ảnh hỏi cậu từng nghe đến người có tên là Akiyama chưa? Jamuri cô giữ bình tĩnh nói là chưa nhưng dựa vào phản ứng thì ngay lập tức chị ta vồ lấy cậu hỏi to một lần nữa cũng như nhìn chằm chằm vào mắt. Sau đó đã xin lỗi Jamuri cô gửi tiền cho phần đồ uống hôm nay còn hào phóng cho cậu giữ tiền thừa và rời đi. Jamuri thấy buổi hôm nay khá hời còn mua nhiều rượu về cho Najuna uống nhưng cậu đâu biết vừa rồi cô thám tử kia đã thu thập được rất nhiều thông tin. Đêm hôm sau, Mahiru rủ Jamori và Akira cùng nhau lẻn vào trường học chơi cậu muốn có kỷ niệm tuổi trẻ với hai người bạn yêu dấu. Chỉ cần được gọi là bạn bè Jamori đã không ngần ngại lao vào vậy thì Akira cũng không còn lý do từ chối nữa như người ta đang mặc vé mà. Mahiru muốn tìm hiểu về bảy điều bí ẩn tại trường học bắt đầu từ việc nhờ Akira gọi hồn ma Hanako trong nhà vệ sinh nữ ra. Sau khi gõ cửa gọi thì bầu không khí yên lặng đến đáng sợ bất chợt một tiếng vâng vang lên khiến cô giật mình. Nhưng đó là thanh niên Mahiru trêu chọc liền ăn ngay quả đấm vào đầu. Ba người cùng đi hết chỗ này đến chỗ kia trong môi trường và cười đùa với nhau rất sảng khoái. Cho đến khi lên sân thượng Mahiru nhắc về vụ một giáo viên trường mình mất tích thì cả Jamuri và Akira đều từng nghe rồi nó xảy ra từ 10 năm trước. Nhiều người còn nói giáo viên đó vẫn hay xuất hiện vào ban đêm nhưng cả hai đứa kia đều chả thấy ngạc nhiên hay đáng sợ gì. Dù sao vẫn muốn được một lần thử sức nên cậu ta đã mở tung cánh cửa bước vào phòng học đó thì hoảng hồn trước cảnh tượng trước mặt. Ông thầy thắc mắc khi thấy có học sinh ở trường vào giờ này còn nhắc nhở ban đêm rất nguy hiểm đó là lỗi của chúng mày. Lão đã cố gắng kiềm chế cho đến tận hôm nay đã là ngày cuối cùng. Vậy mà trước mặt lại xuất hiện phụ nữ ngon ngọt thì không quan tâm nữa mà lao vô đến Akira. Cô rất sợ hãi trước đống dãi rất kinh tởm của ông ta còn Mahizu cố hết sức kéo người lão ra và không ngừng kêu gọi Jamori trợ giúp. Nhưng cái cảm giác này giống hệt lúc suýt bị giết dưới tai Siri toàn thân cậu đã cứng đờ không thể cử động. Lão thì vẫn lải nhải và tiếng khóc nức của Akira vẫn không ngừng vang lên cuối cùng. Jamori đã kịp bình tĩnh liền cầm cái ghế phang cho hắn một phát. Vội bế Akira lên hỏi han cô ấy đang trong tình trạng run rẩy nói không nên lời. Jamori chắc chắn hắn ta là một ma cà rồng nhưng có gì đó lạ lắm. Họ vốn là những người sạch sẽ đẹp đẽ chỉ riêng lão này có bộ dạng nhếch nhác thậm chí còn có cảm giác đau. Nhưng điều kỳ lạ nhất là ông ta cứ thắc mắc một câu hỏi suốt tại sao lại có học sinh vào giờ này. Và không ngừng dục mấy đứa hãy chạy thật nhanh lên trước khi mình mất kiểm soát thì bất ngờ ngay lúc đó cô thám tử hôm nọ xuất hiện. Lão thầy vẫn đang dãy dụa cố gắng kiềm chế cơn thèm khát máu. Cô thám tử còn vén chiếc cổ thơm ngon ra mời gọi thì không thể kiểm soát được hành động nữa ông ta đã vồ lấy. Nhưng cô không hề né mà cho ông ta cắn hút máu mình khiến lão phải phì ra ngay lập tức vì cái mùi vị kinh tởm của thuốc lá. Khi điều tra cô không thể tìm ra bất cứ thông tin gì về ông nên có hơi nghi ngờ. Nhưng giờ thì dám chắc suốt 10 năm qua kể từ khi biến thành ma cà rồng lão chưa từng ăn uống một lần nào. Nhận được lâu như vậy mà bất chợt hôm nay có học sinh đến thì đúng là quá giới hạn điều lỗi do mấy đứa. Jamori thắc mắc tại sao ngay từ đầu ông ta không uống chút máu nào thì cô đáp thẳng thừng chẳng ai lại muốn trở thành ma cà rồng cả. Cô dịu giọng xuống hỏi lão không biết gì về sự tồn tại của ma cà rồng phải không thì ông ta đáp đúng vậy là do bị lừa đã rất lâu rồi chưa được nói chuyện với ai người thầy không ngừng khóc nức nở trước hơi ấm của cô thám tử ông cực kỳ hận người phụ nữ đã lừa mình nhưng thực chất lại vô cùng yêu cô ấy để giải thoát cho những đau đớn và cảm xúc cố gắng giữ bao lâu nay cô ta đã đặt lên tay ông một chiếc nhẫn bạc ngay lập tức người thầy đau đớn đến cùng cực cố giãy ruộng nhưng bị cô giữ chặt tay lại không cho buông ra cho đến khi mặt trời mọc cả người lão đã tan thành cắt bụi chết như một con người cô thám tử mới giới thiệu tên mình là Anko và jamuri rất phẫn nộ trước hành động vừa rồi theo những gì chị nói thì đến giới hạn hôm nay chắc chắn ông ta cũng sẽ tự chết vậy tại sao còn cố tình giết bằng cách đau đớn như vậy. Anko chỉ nói Zamuri không hiểu gì về ma cà rồng cả và chắc chắn sẽ không để cậu đạt được cái ước mơ ngu xuẩn đó. Tập 12 Sau vụ việc hôm đó cô ta đưa danh thiếp của mình cho mấy đứa và chỉ mỗi Mahiru là người tìm đến thắc mắc ma cà rồng là gì. Đêm nay vừa đến nhà Najuna đã thèm thuồng muốn hút máu Zamuri ngay thì cậu cũng đồng ý. Nhưng sự việc diễn ra đêm hôm bữa trượt ùa về đầu trong bất giác cậu đẩy chị ra rồi xin lỗi thì Najuna nhận ra đang có chuyện gì đó. Sau khi tường thuật lại hết sự việc, Jamori thắc mắc chị có bao giờ gặp trường hợp đói bụng đến nỗi không thể chịu được. Najuna phải mắng thằng nhóc đừng có so sánh mình với ông già đó. Theo những gì Najuna biết thì ma cà rồng sẽ chết nếu không uống máu trong vòng 10 năm nghĩa là ông thầy kia đã nhịn ngần đó thời gian để không làm tổn thương con người. Cô thám tử dường như đã biết cái ước mơ muốn trở thành ma cà rồng của cậu và có ý định ngăn cản. Nói thật thì điều này khiến Jamori lo lắng bởi chị ta có cách nào đó giết được ma cà rồng như lúc đó bị che khuất cậu không nhìn rõ. Jamori không muốn Najuna vì mình mà bị giết đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ một ma cà rồng nhưng giờ thì ổn rồi cậu đã sẵn sàng cho cô hút máu. Hôm nay Jamori cùng Mahiru đi giao hoa cho một quán rượu quen thuộc của cậu ta có chị gái rất xinh đẹp. Trước bộ ngực qua cỡ này Jamori không thể rời mắt mà nhìn chằm chằm đến lúc bị người ta hỏi thì giật mình vội xin lỗi. Đúng là cu cậu hư hỏng bình thường Mahiru cũng toàn lích trộm nhưng phải làm kiểu gì cho người ta không phát hiện mới đúng. Giờ là lúc cậu hỏi lý do Jamori lại muốn làm ma cà rồng để mà trở nên như cái ga hôm trước đã lao vào tấn công Akira. Sau một thời gian dài không gặp nhau, Mahiru rất lo lắng liệu hai đứa có thể nói chuyện được như xưa nhưng thật may chúng ta vẫn là bạn. Trước câu hỏi cậu muốn làm gì khi trở thành ma cà rồng đã khiến Jamori suy nghĩ rất nhiều. Lúc này đây chưa trở thành ma cà rồng và không đến trường chỉ đi lang thang ban đêm cuộc sống cậu vẫn rất tự do vậy tại sao còn muốn trở thành ma cà rồng. Mahiru rất muốn biết Yamori sẽ trở thành ma cà rồng để đi lừa hút máu con người hay nhị không uống máu bất kỳ ai rồi trở nên mất kiểm soát. Cậu sẽ để thời gian cho Yamori nghĩ kỹ về việc này trả lời sau. Vừa đến nhà Najuna Yamori đã ôm chầm lấy chị cậu cầu xin cô hãy cho mình biết lúc này mình đang nghĩ gì hai người qua nhà jamuri chị maka rồng lục lọi khắp phòng để tìm kiếm sách người lớn mà chả thấy đâu vì cậu làm gì có mẹ jamuri giờ này đang ở chỗ làm con bố cậu thì đã ly hôn và thẳng vấn đề najuna nghĩ có lẽ cậu đã đổi ý kể từ lúc nói chuyện với mahiru khi thấy jamuri rất lo lắng lý do mà ban đầu cậu muốn trở thành maka rồng là vì thích màn đêm nhưng dạo gần đây bắt đầu thấy nó không còn là niềm vui nữa nghĩ lại thì hiện tại cậu đang sống rất vui và nghĩ najuna cũng đâu có hứng thú với việc biến mình thành thuộc hạ đâu Cuộc sống bình thường của một học sinh là ban ngày và tại trường học cho đến khi thử ra ngoài vào ban đêm thì cảm thấy rất phấn khích, nhưng giờ đây chả còn cảm giác háo hức như lần đầu nữa bởi những thú vui sẽ dần nhàm chán. Najuna trở thành ma cà rồng được tầm 10 năm rồi nhưng chẳng có gì ngoài sự buồn chán khi mà cả ngày chỉ chờ đợi thời gian trôi qua một cách vô nghĩa. Nói xong cô tính rời đi luôn nhưng Jamuri vẫn còn rất chăn trở mà lỡ vấp chân vào ghế cậu ngã đè lên Najuna. Jamuri rất hồi hộp nghĩ chị ấy sẽ hôn mình nhưng chỉ là một phát hút máu rồi bay đi mất. Hôm sau cậu đã quyết định đi gặp chị thám tử thì vẫn hệt như lần đầu chị ta lại trêu cậu muốn tán tỉnh và bắt đầu một mối quan hệ với tôi hả? Jamori hơi thắc mắc tại sao cô lại biết về ước mơ trở thành ma cà rồng của mình thì An cô đọc một lèo tất cả thông tin cá nhân về cậu cũng như gia đình. Kể cả việc không có kinh nghiệm tình yêu nhưng lại thích những cô gái ngực bự, rồi thì trong phòng không có sách người lớn nhưng thi thoảng có lưu hình ở điện thoại xong xấu hổ xóa đi xong lại thấy hối tiếc. An cô kể ra như thể chị nằm trong gầm giường cậu vậy, lý do muốn ngăn chặn cậu trở thành ma cà rồng đơn giản vì loài sinh vật đó gây hại cho con người mà cô cực kỳ ghét dù chưa yêu nhưng jamuri cũng tiếp xúc thân thể nhiều biết đâu cậu đã trở thành ma cà rồng thậm chí an cô còn biết cả việc jamuri luôn bám theo một ma cà rồng tên là najuna cô ấy rất khác với đồng loại nên không chừng cả hai đều bị chúng giết hết giờ thì vị thám tử cho cậu hai sự lựa chọn nếu sống như một con người thì cô sẽ làm mọi thứ có thể dành cho cậu còn nếu muốn trở thành ma cà rồng jamori sẽ bị chính tay cô giết và thậm chí là giết toàn bộ bọn đó không trừ một ả jamori không đồng ý những ma cà rồng đó lại độc ác như vậy họ đều lo lắng và luôn tôn trọng con người theo cách riêng họ thấu hiểu trái tim con người nên còn lâu mới có chuyện ma cà rồng đem đến đau đớn cho loài người nói mãi không nghe an cô sử dụng phương án gọi điện báo cảnh sát ở đây đang có một cậu nhóc học sinh sơ chung ra ngoài đường vào ban đêm không còn thời gian mà suy nghĩ nữa jamuri lập tức bỏ chạy thục mạng trong đầu cậu vẫn không ngừng thắc mắc cô ấy giết ma cà rồng bằng cách nào chỉ kịp chạy được đến phía cây cầu thì vừa lúc xe cảnh sát đã tới vị trí lúc nãy cậu phải vội trốn vào công viên lúc này jamuri chỉ muốn được nói chuyện với Nazuna nhưng lại sợ sẽ đem rắc rối tới cho chị ấy đang ngồi suy tư lo lắng thì bất chợt một cô gái xuất hiện cậu nhận ra ngay đây là Hasuka, một trong bốn cô gái mà cả rồng hôm trước gặp. Tập 13 Hasuka đã dẫn Jamori về nhà thì giật mình trước mấy con người trong nhà cô ấy. Họ kể về chuyện đã rất cố gắng để được Hasuka khen ngay khi được nhỏ nói là ngoan thì lại đòi muốn được khen nhiều hơn nữa. Tuy nhiên nghe tin Hasuka dẫn khách về nhà khiến họ tỏ vẻ bất mãn cảm thấy thật bất công thì cô đã trừng mắt lườm các ngươi dám nói xấu khách của ta sao ngồi đợi một mình trong phòng jamuri thầm nghĩ ba người vừa rồi là thuộc hạ của hasuka thì đúng lúc đó cô ấy không mặc gì từ phía nhà tắm ngó ra nhờ cậu lấy hộ cái khăn lau do đã quên à mà không thể gọi là cô nữa jamuri sửng sốt sững sờ nhận ra hasuka là đồng loại cậu phải hỏi lại cho chắc hasuka là con trai phải không hasuka tưởng cậu đã nghe điều đó từ najuna rồi nhưng chị ấy chưa từng nói gì với jamuri cả trong khi đó, Nahajuna đang thông báo với ba cô ma cà rồng kia về việc Jamuri sẽ không trở thành ma cà rồng nữa. Cô đang xin mấy người hãy bỏ qua đừng giết cậu ấy làm Nico tức điên lên đấm vỡ đôi cái bàn trước mặt. Không có chuyện xin sỏ là xong Nico còn đe dọa sẽ giết Najuna luôn thì cô cũng không ngại chết thay cậu ấy. Mà ngay từ đầu cùng một giống loài ma cà rồng không được giết hại lẫn nhau nên Nico không quan tâm chỉ cần giết Jamuri là đủ. Như vậy Najuna đe dọa sẽ là người giết Nico có vẻ chuẩn bị một màn đối đầu kịch liệt xảy ra quay lại với jamuri cậu đã kể hết sự việc cho hasuka về cô gái loài người có thể giết được ma cà rồng cũng như việc khi uống máu của cô ấy ông ta phải thốt lên mùi vị thật kinh tởm mà thật ra ma cà rồng cũng không biết gì về ma cà rồng giống như việc đôi khi con người còn chẳng hiểu rõ bản thân nên hasuka không hiểu gì về cách cô ta giết ma cà rồng và cũng khẳng định najuna không giấu gì jamuri hết ngay cả chuyện lão ma cà rồng trên máu cô ta giờ cậu cũng không biết gì luôn nhưng theo như najuna kể thì máu của jamuri rất ngon nên hasuka muốn làm tí dù gì nhìn mình cũng giống con gái mà jamuri thắc mắc sao cậu lại mặc váy thì đơn giản nó hợp nên mặc thôi bất kể là đàn ông lẫn phụ nữ đều có thể bị hasuka mê hoặc jamuri thắc mắc trước khi trở thành ma cà rồng cậu có xung đột hay cảm thấy sợ hãi không thì đúng lúc đó một tin nhắn được gửi đến tình hình rất tồi tệ vì phải bảo vệ cho jamuri mà najuna đang gặp nguy hiểm trước tay nico nghe đến đây cậu muốn đứng lên đi ngay nhưng Hasuka có một đề nghị, Jamuri nên trở thành thuộc hạ của mình, khi đó sẽ giải quyết được mọi mâu thuẫn, bởi khả năng Jamuri có thể yêu được Najuna là cực kỳ thấp. Hasuka hỏi "Dù tôi có là con trai thì cậu cũng chẳng quan tâm phải không, Jamuri đáp vì cậu dễ thương mà." Thanh niên này ăn nói thẳng thắn quá khiến người ta ngượng ghê. Tóm lại, Hasuka khẳng định có thể biến Jamuri thành ma cà rồng thì cậu đáp lại dù cho bản thân có là nữ đi nữa cậu vẫn chỉ muốn yêu Najuna thôi. Nói rồi cảm ơn Hasuka đã giúp mình tốt hơn nhiều và lập tức chạy bộ tới chỗ họp mặt của các ma cà rồng. Quang cảnh nơi đây thật sự tan hoang dấu hiệu của một cuộc chiến vừa kết thúc và Najuna đã rời đi. Nghe Nico kể cô ta sẽ không thể nói chuyện tử tế trong một thời gian dài, cậu ngay lập tức muốn đi tìm cô ấy, mặc cho Nico có nói Najuna không muốn gặp cậu thì Jamuri nhất định vẫn tìm đến chị ấy. Mà có vẻ cậu quên mất việc chị thám tử mới gọi cảnh sát hôm trước nên đứng trên chiếc cầu Jamuri đã bị phát hiện ra hai chú cảnh sát bình tĩnh tiến về phía cậu nhóc động viên sẽ không sao đâu nhưng lập tức cậu lấy đà rồi lao thẳng từ trên cầu xuống mà tiếp tục chạy Naruna đang đi một mình trên đường và thắc mắc liệu Jamuri có giận mình không vì đã nói dối. Thật ra cô chẳng biết chút gì về cách tận hưởng màn đêm chỉ có đi dạo uống rượu rồi lại chơi game mà luôn tỏ ra thật ngầu trước mặt cậu ấy. Vừa lúc bấm nút mua rượu, Jamuri đã xuất hiện ngay bên cạnh giống như hồi lần đầu cô xuất hiện trước mặt cậu vậy. Thực chất bạo lực không phải sở thích của Nico mà cô chỉ luôn muốn được nghe các câu chuyện tình yêu nên vừa rồi đâu có đụng gì vào Nazuna. Jamuri đã xin lỗi Nazuna cậu kể lại trước khi gặp cô bản thân thấy nhàm chán ra sao. Nazuna cũng xin lỗi vì nói dối nhưng thực sự buổi hẹn hò lần trước của hai đứa cô cũng cảm thấy rất vui. Chính vì vậy lần này phải nói ra mà ngay lúc đó Jamuri nắm lấy người cho rằng nếu cả hai cùng thấy vui hãy cùng nhau đi khám phá những điều mới mẻ. Cả hai đều không muốn cảm thấy cô đơn và cậu nhận ra mình đang dần thích chị nên xin hãy đến với nhau. Ngay lúc đó, Nazuna kéo Jamuri lại trao cho cậu một nụ hôn trước sự ngỡ ngàng của thằng nhỏ. Về phía mấy má maka rồng kia thì ngồi ăn mừng vì nghĩ chuyện giữa hai người họ đã thành công. Vậy là hết anime rồi các bạn đừng quên like và đăng ký nếu thấy thích nhé.